là những hình ảnh này mình cảm động lắm. Nhớ lại cái tuổi học trò. Những người bạn học, mái đầu bạc trắng, tay chống gậy, đang dìu nhau về mái đình cũ, ôn lại kỷ niệm thời thơ ấu. Ở nơi đó có những ký ức về người bạn học với cái tên thân thuộc, Nguyễn Phú Trọng. Chúng tôi cùng học cấp 1 tại đây, những cái lớp học đầu tiên sau hòa bình lập lại ở tại cái mái đình này. Những cái năm niên thiếu của anh em chúng tôi, trong đó có anh Trọng, tôi không bao giờ quên được. Ngay từ khi bé, anh cũng là cái người mà được bạn bè yêu mến nhất, rất điềm đạm, tình cảm, khiêm tốn, mà chúng tôi là cứ học tập mãi. Anh Trọng thì rất hiền, ít nói, khiêm nhường, hay nhường nhịn các bạn. Nói chung nhìn lại thì thấy nó vẫn trong ký ức của mình, vẫn còn in sâu. Cái ảnh chụp là 64 năm rồi. Nguyễn Phú Côn này. Ừ. Đây, Trọng. Đây, Trọng đây. Anh Nguyễn Phú Trọng, lúc ấy đẹp trai cực. Tôi với ông ấy thì là học từ lớp 1 cho đến tận cấp 3, cùng một lớp với nhau. Đi học thì đi trên đất, chiều đi trần châu, cùng ở với nhau, nấu cơm ăn chung, cũng giữ được nhiều ảnh. Còn đó là một cái kỷ niệm cả một thời sôi nổi của chúng tôi, một cái thời vất vả. Từ ấy đến nay, dù cương vị khác nhau, nhưng trong lòng những người bạn đồng môn vẫn là biết bao sự quý trọng, để mỗi lần gặp lại là biết bao ân tình. Bức ảnh cuối cùng hai người bạn già được chụp cùng nhau có lẽ là kỷ niệm quý giá nhất đối với ông Vương Khắc Côn. Cũng bởi vậy mà xúc động viết nên những dòng thơ. Hai đứa ngày nào học sinh, anh thì ít nói hiền lành, còn tôi sắt sói lành danh hơn nhiều. Chúng ta cùng cảnh nhà nghèo, cùng nhau học Nguyễn Gia Thiều, Gia Lâm, sống thời bao cấp khó khăn, cháo cơm trộn củ, áo quần vải nâu. Đúng là chúng tôi hết sức xúc động. Để biết rồi. Thương tiếc một người con tài năng, đức độ, đã công hiến cho Đảng và Nhà nước, vô cùng thương tiếc bạn. Rất mong được gặp lại bạn cũ, nhưng không còn được nữa. Là bạn học của anh, hôm nay lại đứng ở chính chỗ năm xưa lúc đang ngọc với nhau, chúng tôi rất xúc động. Mất đi một người bạn, một người tổng bí thư đang làm những việc to lớn. Ở cái tuổi 80 là chúng tôi được nghỉ ngơi rồi, nhưng mà ông ấy vẫn cứ phải lo. Đồng bào, đồng chí yên vui. Tôi lo thương bạn đường dài tuổi cao như thế.